Xin chào quý khách nhé. Sau đây em review cho quý khách xem chi tiết của sản phẩm, đó là ốp đèn gầm trước xương cá của xe Honda Civic. Đó, form mới các bác nhé, từ 2017 đổ về nay hiện nay 2020. Đó. Bộ sản phẩm thì nó gồm hai cụm đèn cho hai cái đèn gầm trước. Cái này là thay thế cụm đèn zin thôi nhé. Đèn zin của bác các bác là nó chỉ là nó không có cái gì. Thì đấy, mình thay thế, mình tháo ra, mình thay cái đèn led này, còn nó có cái xương cá khi chạy ấy, khi mà đèn lên ấy thì nó sẽ chạy theo kiểu mũi tên, nhìn rất là đẹp các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, bộ sản phẩm đây, chi tiết đây, rất là dễ lắp các bạn ạ. Đấy, dây điện đổ hết các bác nhé, các bác về chỉ việc đấu nối rất đơn giản lắm, dùng nguồn điện 12V các bác nhé. Đấy, nó có cục dây dương âm, đó rất là dễ dàng, các bác biết về phần điện chút là lắp đơn giản thôi. Đó, em review cho các bác xem nhá, chi tiết đây nhá các bác nhá. Các bác mua hàng cứ ủng hộ bên em nhé. Em xin chào các bác rất là nhiều.